Hello, chào tất cả anh em bà con. Em giao con C64 vừa test xong hôm qua. Đây anh trai miền Tây ủng hộ mùa Covid nên là cho đi luôn. Em còn một con C64 240 nha nhớ nha. Còn một con nữa nha, còn một con đang vệ sinh đang dọn với máy Waken Suda Hàn Quốc. Còn châu Âu này cũng chốt rồi nha anh em, con này chốt rồi nha, Suda Hàn Quốc nữa nè, Việt Nam, Đài Loan, Nhật, Suda. Con 800 này chuẩn bị dọn nha, mai sẽ có clip cho con 750-800 này, nó nhỏ. Anh em có nhu cầu có gì đón xem nha. C64 240 còn một con duy nhất, con này đã bán rồi. Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em nha, anh em clip sau nha.